Thưa quý vị và các bạn thân mến, kỳ vọng Việt Nam xuất xe hơi điện và sản phẩm công nghệ 5G sang Mỹ được xem xét và chú ý về khía cạnh xuất xứ, một chuyên gia về kinh tế từ New York nói. Nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tích đáng nể trong năm 2019 với tốc độ tăng trưởng GDP thuộc hạng cao nhất ASEAN, trong khi nợ công giảm và thương mại thặng dư liên tiếp trong 4 năm. Đó là theo các báo cáo của Văn phòng Chính phủ của Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc. Trong thực tế, con số thực ra như thế nào, làm sao chúng ta có thể nắm rõ được? Tuy nhiên, Ngân hàng Thế giới khuyên Việt Nam nên thực hiện những cải cách cần thiết nếu muốn cởi trói tiềm năng của các thị trường vốn. Nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tích lớn trong năm 2019 và trong bối cảnh bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, Việt Nam có khả năng sẽ là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới với tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 6,8% theo Ngân hàng Thế giới World Bank. Tỷ lệ này nhanh hơn gấp 3 lần so với mức trung bình của thế giới là 2,6% và cao hơn 1,2%, hơn gần 3 lần so với mức trung bình của thế giới. Mức trung bình ở Đông Á, Thái Bình Dương theo phúc trình và triển vọng kinh tế toàn cầu của World Bank. Báo điện tử Chính phủ Việt Nam trích dẫn số liệu chính thức của Tổng cục Thống kê cho biết GDP tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam năm 2019 là 7,02%, vượt chỉ tiêu 6,6 đến 6,8%, và đây là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế vượt trên 7%. Vẫn theo Tổng cục Thống kê thì động lực chính của tăng trưởng kinh tế năm 2019 tiếp tục là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và các ngành dịch vụ thị trường. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng trưởng 8,90%, đóng góp 50,4% và khu vực dịch vụ tăng 7,3%, đóng góp 45%. Đó là những thành tích rất ấn tượng của Việt Nam trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chậm lại. Ngân hàng Thế giới cho rằng triển vọng kinh tế của Việt Nam trong ngắn hạn và trung hạn vẫn tích cực, với tăng trưởng dự báo khoảng 6,5% một năm trong vài năm tới. World Bank nhận định rằng các yếu tố căn bản của nền kinh tế Việt Nam vẫn vững vàng, tuy nhiên Việt Nam vẫn bị tác động bởi các cú sốc ở bên ngoài, với nguy cơ tăng trưởng xuất khẩu giảm và đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI cũng giảm. Phúc trình của Ngân hàng Thế giới khuyến nghị rằng để giảm thiểu tác động của những cú sốc bên ngoài, Việt Nam cần phải ưu tiên việc phát triển một số khu vực tư nhân vững mạnh và năng động. Khu vực này theo Ngân hàng Thế giới đang phải đối mặt với nhiều trở ngại lớn, đặc biệt là khả năng tiếp cận tín dụng và do đó cần phát triển các thị trường vốn để làm nền tảng cho sự thịnh vượng của Việt Nam trong tương lai. Bà Penelope Goldbank, Phó Chủ tịch Kinh tế gia trưởng của Ngân hàng Thế giới nhận định trên trang blog của bà rằng mặc dù đã đạt được những bước tiến ngoạn mục nhưng mô hình phát triển của Việt Nam hiện nay phải đối mặt nhiều với thách thức quan trọng. Bà liệt kê một số chương trình hành động mà Việt Nam có thể thực hiện để giải quyết những thách thức nội tại và ngoại vi. Cải cách chính sách trong nước sâu hơn, đầu tư cơ sở hạ tầng và thúc đẩy kết nối, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, cải thiện, tái tạo và duy trì nguồn nhân lực, xây dựng khuôn khổ hợp tác cho các giải pháp đối phó thách thức của đồng bằng sông Cửu Long. Việt Nam cần phải thúc đẩy những chương trình kinh tế bền vững và chia sẻ thịnh vượng. Kinh tế gia trưởng của Ngân hàng Thế giới nói nếu muốn trở thành một nền kinh tế hiện đại, Việt Nam cần phải nhìn xa hơn vấn đề tăng trưởng mà phải xoay sang chú ý các chương trình về dân tộc thiểu số, bình đẳng giới, ô nhiễm không khí, thích ứng biến đổi khí hậu. Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói, nút thắt lớn nhất hạn chế sự phát triển là thể chế, nút thắt và tư duy trong mạng kinh tế Việt Nam, dẫn lời ông Phúc nói, nếu không thay đổi về tư duy kinh tế thì dẫu có điều chỉnh thể chế cũng vẫn là thể chế cũ, là bình mới rượu cũ, không thể đột phá. Đó là lời của ông Nguyễn Xuân Phúc. Ngày 21 tháng 1, Ủy ban Thương mại Quốc tế INTA của Nghị viện châu Âu họp tại Brussels, Bỉ đã bỏ phiếu thông qua Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh châu Âu Việt Nam EFTA
với kết quả 29 trên 6 trên 5, tức 29 phiếu thuận, 6 phiếu chống và 5 phiếu trắng. Thỏa thuận Việt Nam sẽ đem ra cho toàn thể nghị viện bỏ phiếu khi các nghị sĩ gặp nhau trong tuần từ ngày 10 tháng 2 năm 2020 tới đây. Berlin, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu bỏ phiếu ủng hộ và viết trên Twitter, xin trích: "Chúng tôi đã sử dụng đòn bẩy của mình và đưa ra những thay đổi tích cực nhằm cải thiện tình hình của hàng triệu công nhân Việt Nam. Chúng tôi bảo đảm rằng các vấn đề lao động và nhân quyền luôn được đứng đầu trong chương trình nghị sự chính trị của các cuộc họp và đàm phán." Một phó chủ tịch khác của Ủy ban Thương mại Quốc tế là Lulu Winler cũng ủng hộ và nói: "Vẫn còn con đường dài cho đến phiên toàn thể vào tháng 2 tới. Việt Nam phải tiếp tục thực thi các cam kết và duy trì thống nhất trong giao thiệp với EU." Chris Borges, hiện là báo cáo viên Hiệp định Tự do Thương mại với Việt Nam EFTA, phát biểu, xin trích: "Bên cạnh trầm trọng kinh tế và địa chính trị, tôi tin rằng thỏa thuận này sẽ đẩy nhanh tiến trình cải cách bên trong Việt Nam. Việc thông qua sẽ thúc đẩy thêm tiến bộ và tiêu chuẩn lao động, môi trường và tôn trọng nhân quyền." Một số dân biểu cho rằng INTA đã bỏ phiếu thông qua bất chấp những tiếng nói phản đối và tình hình nhân quyền đang ngày càng tồi tệ ở Việt Nam. Dân biểu Saskia Brickman, một trong 6 dân biểu bỏ phiếu chống, lên tiếng với phóng viên sau khi có kết quả từ Nghị viện châu Âu, xin trích: "Tôi thật sự sốc khi những đồng nghiệp của tôi chỉ lắng nghe tiếng nói từ chính quyền, mặc dù có những nỗ lực từ phía cộng đồng hải ngoại và các tổ chức quốc tế như Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch, Phóng viên Không biên giới, Reporters Sans Frontiers, Ân xá quốc tế Amnesty International tố cáo tình trạng nhân quyền của Việt Nam. Nhưng đáng tiếc là có vẻ như họ chỉ xem như là một công việc thương mại bình thường và không hề đặt câu hỏi và đó là vấn đề gì." Bà Bridgman cho rằng việc thông qua hiệp định ở thời điểm này là mâu thuẫn với nghị quyết về tù nhân chính trị mà Nghị viện châu Âu đã ký hồi tháng 11 năm 2018. Giới chỉ trích kêu gọi EU không thông qua với lý do Việt Nam có nhiều khiếm khuyết về nhân quyền và quyền lao động. Nghị sĩ Anna Kavalisi tuyên bố bỏ phiếu phản đối Ủy ban Thương mại EU, INTA, tiến hành bỏ phiếu cho khuyến nghị hôm 21 tháng 1. Trên Twitter, bà từng viết: "Ngày mai, Ủy ban Thương mại Quốc tế Nghị viện châu Âu sẽ bỏ phiếu thông về thương mại tự do và hiệp định bảo vệ đầu tư với Việt Nam. Tôi sẽ bỏ phiếu chống lại nó. Đây là lý do của tôi." Nghị sĩ người Czech Markéta Zigorova viết trên Twitter: "Hôm nay tôi đã ủng hộ Hiệp định EU-Việt Nam trong Ủy ban Thương mại Quốc tế. Đây là chính thể độc đoán, đè nghẹt nhân quyền, kiểm soát Internet và truyền thông." Người Việt ở châu Âu đã tổ chức biểu tình phản đối EFTA ở Brussels, Bỉ hôm 21 tháng 1 năm 2020, trong khi Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu INTA họp tại thủ đô Brussels về việc phê chuẩn EFTA, thì bên ngoài một cuộc biểu tình do cộng đồng người Việt tị nạn chính trị tại châu Âu và cộng đồng Việt Nam tự do ở Vương quốc Bỉ tổ chức. Ông Nguyễn Quốc Nam cho biết thông điệp của đoàn biểu tình gửi đến các dân biểu châu Âu của INTA với ba lời nhắn nhủ rất rõ ràng là không có nhân quyền thì không có EFTA, nghĩa là thương mại không dùng để phục vụ cho người dân thì không thể ký hiệp thương này. Cũng như khi không có những tổ chức nghiệp đoàn tự do để bảo vệ công nhân thì cũng không ký hiệp thương này. Đó là những kêu gọi của chúng tôi đến các dân biểu đang có thẩm quyền quyết định về EFTA. Ông Ngô Hoàng Phong, một nhà hoạt động tại Đức, vào bên trong INTA để trao tận tay các dân biểu châu Âu một thỉnh nguyện thư cùng với một số hồ sơ nhân quyền. Ông Ngô Hoàng Phong cho biết, xin trích: "Tôi đã thực hiện một kháng thư với rất nhiều chữ ký của người Việt Nam cũng như người Đức và tôi đã nộp cho họ. Và trong đó cũng có hồ sơ đồng tâm để các nghị sĩ châu Âu đọc và quan tâm đến nhiều vấn đề hơn." Hết trích. Vụ đồng độ ở Đồng Tâm ngày 9 tháng 1 đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, bao gồm một người dân và 3 cảnh sát. Nhiều nhà hoạt động trong nước cho rằng
chính quyền đã không minh bạch thông tin về vụ tấn công này và vì vậy đã lập báo cáo Lâm Đồng Tâm để gửi tới các tổ chức nhân quyền và các đại sứ nước ngoài tại Việt Nam. Ông Nguyễn Quốc Nam cho rằng việc giết chết cụ Lê Đình Kình, một người dân xã Đồng Tâm, đồng thời là một đảng viên Cộng sản, là giọt nước làm tràn ly. Một giọt nước đã làm tràn ly nhẫn nại của chúng ta là vụ Đồng Tâm. Họ đã nhẫn tâm giết chết một ông cụ 84 tuổi, người đã từng là đồng chí của họ, đã hơn 50 năm phục vụ cho chế độ Cộng sản, thế mà họ đã tàn sát như vậy. Thế thì từ đây cho đến tháng 2, giai đoạn cuối cùng của việc phê chuẩn hiệp thương này, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến họ những sự thật đã xảy ra trong nước. Ông Lê Hữu Đào, một trong những người trong ban tổ chức cho biết, mặc dù dự đoán rằng EFTA rồi cũng sẽ được thông qua, nhưng ông cũng vẫn tổ chức biểu tình vì dù sao người Việt hải ngoại cũng cần phải lên tiếng. Tham gia biểu tình, chị Lương Thế Hương tin rằng EFTA rồi cũng sẽ phê chuẩn, nhưng chị cũng mong mỏi Việt Nam sẽ thực hiện những điều khoản ký kết, chứ không chỉ là những lời nói suông. Từ châu Âu, Việt Kiều Lê Hữu Đào nói, tôi không chống lại việc Việt Nam ký kết hiệp định FTA với EU mà muốn họ phải tuân thủ luật pháp của châu Âu, của quốc tế, chứ không phải là cứ dùng luật rừng của Cộng sản để đè bẹp người dân Việt Nam. Ban tổ chức cho biết sẽ tiếp tục tổ chức biểu tình vào tháng 2 sắp tới tại Strasbourg khi Nghị viện châu Âu bỏ phiếu thông qua EFTA. Ông Đào nói thêm nếu họ, tức EU, ký cái hiệp định này thì họ có thể ảnh hưởng đến chế độ Cộng sản. Họ nghĩ rằng nếu họ không ký hiệp định này thì Cộng sản Việt Nam sẽ đi theo Trung Cộng. Vì vậy cho nên khoảng ngày 10 tháng 2 sắp tới chúng ta vẫn phải có mặt, nhưng từ đây đến đó chúng ta phải liên lạc và đưa tất cả các tài liệu cần thiết để cho 751 vị dân biểu có đầy đủ dữ kiện để họ thấy quyết định đúng đắn. Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu là rất cần thiết cho Việt Nam vào lúc này, vì điều đó sẽ giúp cho hàng hóa từ đây xuất khẩu sang các nước châu Âu, giảm áp lực phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Cũng thông qua hiệp định này, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải sửa đổi và đưa vào những điều luật tương đồng để bảo vệ quyền lao động. Họ có thể tự thành lập công đoàn độc lập để cùng đàm phán với giới chủ, tạo công bằng hơn trong công việc. Tuy nhiên, điều bất lợi là hiện nay Việt Nam đang bị Đảng Cộng sản độc tài cai trị, nên liệu ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có thực thi nghiêm túc luật pháp và các đòi hỏi của công nhân và người lao động hay không? Sắp tới, những người sẽ đứng ra thành lập tổ chức công đoàn độc lập tại Việt Nam có bị Đại tướng Tô Lâm cho công an đàn áp giết hại như tại Đồng Tâm hay không? Tất cả những điều này vẫn còn bỏ ngỏ và trên 90 triệu người dân Việt Nam sẽ tiếp tục giám sát, mạnh mẽ đưa lên công luận trong nước và quốc tế. Một doanh nhân hay kể cả một nhà hoạt động nhân quyền, quyền con người, nếu ủng hộ EFTA nên coi đó là một chuyện bình thường. Thực tế hầu hết tất cả đều ủng hộ EFTA, ngay cả với tiến sĩ Phạm Chí Dũng. Đến nay vẫn còn nhiều người không hiểu hết quan điểm của ông Phạm Chí Dũng, đặt ông vào bên phản đối và tiến sĩ Nguyễn Quang A là bên ủng hộ EFTA. Tuy nhiên sự thật là cả hai ông này đều bày tỏ những quan điểm chung nhất ủng hộ EFTA. Điểm khác nhau duy nhất diễn ra vào ngày 21 tháng 1. Tiến sĩ Dũng đòi hỏi hoãn chứ không phải là chống hay phản đối hiệp định EFTA cho đến khi Việt Nam thực thi cam kết về nhân quyền, trong khi tiến sĩ Nguyễn Quang A tiếp tục ủng hộ ký để có ràng buộc hoặc chế tài cho nhân quyền Việt Nam về sau. Hai vị tiến sĩ có lý lẽ của chính họ và thực tiễn sẽ là thẩm phán tốt nhất để phán xét quan điểm của họ là đúng hay sai. Có sự thật mà rất ít người Việt Nam, kể cả giới hoạt động, nhận ra rằng đã có những khuyến cáo hoặc tư vấn của Nghị viện EU, báo cáo viên thường trực EFTA về thả tù nhân chính trị để tạo điểm tốt trước khi hiệp định được chuẩn thuận bước cuối cùng vào ngày 21 tháng 1 tây, và đã có một danh sách tù nhân chính trị được liệt kê để trả tự do trước thời điểm tháng 11 năm 2019. Nhưng động thái trả tự do tù nhân chính trị chỉ là một cử chỉ thiện chí nhằm ghi điểm, chứ chưa phải là một động thái để thể hiện cam kết nhân quyền,
từ phía nhà nước Cộng sản Việt Nam. Động thái cam kết quan trọng mà nhà nước Việt Nam nếu có phải là đảm bảo các giám sát chặt chẽ trong thực thi các quy định trong thỏa thuận, trong đó là thành lập nhóm cố vấn trong nước GAGS bao gồm xã hội dân sự độc lập. Câu trả lời là làm sao để có được một nhóm cố vấn như vậy khi mà các hội đoàn dân sự độc lập được thành lập từ năm 2014 đã và đang bị triệt tiêu dần? Hay là sau khi triệt tiêu hết thì sẽ xuất hiện những hội đoàn dân sự độc lập hình thức để làm nên những báo cáo giám sát vô hiệu tiến trình thực hiện EFTA của Việt Nam? Điều thứ hai liên quan đến mốc thời gian hay chế tài ràng buộc nào trong trường hợp Việt Nam không phê chuẩn một số công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, đến nay vẫn chưa có. Tuy nhiên, yếu tố thứ hai có thể sớm được Việt Nam đáp ứng nhằm tỏ thiện chí, căn cứ vào văn bản mà ông Vũ Anh Quang, đại sứ tại EU đề cập gửi cho EU. Ông cam kết sẽ có nhiều thông tin chi tiết hơn về quyền lao động trong lần kế tiếp. Văn bản gồm 4 trang nêu những thành tựu nhân quyền nhưng không đề cập đến tù nhân chính trị. Việt Nam có thể đáp ứng một phần yêu cầu về ràng buộc cam kết phê chuẩn các tiêu chuẩn ILO mà Chủ tịch Thương mại EU Bernd Lange trong lá thư tháng 12 năm 2019 gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Điều này làm cho an lòng EU trong bối cảnh vụ bắt giữ ông Phạm Chí Dũng và sự kiện đồng tâm gây nổi sóng không ít nghị viện EU. Và Bộ trưởng Thương mại Việt Nam Trần Tuấn Anh sẽ cung cấp điều này trong cuộc họp tuần này. Như vậy, nếu EU được thông qua thì Việt Nam sẽ có ít nhất 2 hành động thiện chí sau. Thứ nhất, một số tù nhân chính trị sẽ được trả tự do, có thể tập trung vào tù nhân được các dân biểu bảo trợ. Thứ hai, xuất hiện mốc thời gian rõ ràng trong cam kết chuẩn thuận công ước ILO. Đang có trong đợi nghị viện châu Âu sẽ chính thức thông qua Hiệp định Thương mại Tự do EFTA với Việt Nam trong tháng 2. Một ý kiến khác với EFTA có thể giúp cho Việt Nam đa dạng hóa thêm thị trường. Đặc biệt trên khía cạnh nhân quyền, các bình luận với phóng viên trong dịp này rằng Liên minh châu Âu sẽ vẫn hợp tác làm ăn với Việt Nam, phục vụ cho các lợi ích thương mại kinh tế và hai nước hy vọng cùng hưởng lợi khi hợp tác song phương. Nhưng EU sẽ đề cao các giá trị về nhân quyền và dân chủ trong lúc hợp tác với các đối tác. Trước hết về thông tin nói có doanh nghiệp và bộ ngành ở Việt Nam muốn xuất khẩu sang thị trường Mỹ xe hơi điện và sản phẩm liên quan đến công nghệ 5G. Thế tiến sĩ Vũ Quang Việt, nguyên vụ trưởng vụ thống kê của Liên Hợp Quốc tại New York, Hoa Kỳ. Tôi nghĩ phải xem xét kỹ có phải đó là kỹ thuật của Việt Nam, sản xuất của Việt Nam hay chỉ là sản phẩm của một số nước khác dùng tên Việt Nam. Mà sắp tới đây, với hiệp định đối với EU này, chẳng hạn như hiện tại bây giờ nhập khẩu xe hơi là cao khoảng 78%, khi mà hiệp định được thông qua thì nó sẽ xuống bằng mức thuế zero. Xuống zero như vậy có nghĩa rằng một số sản phẩm về xe hơi của Việt Nam sẽ lại gặp vấn đề cạnh tranh. Bây giờ là được bảo hộ bằng thuế nhưng sắp tới nhiều công ty sẽ phải đóng cửa. Tôi nghĩ cái đó là tốt thôi, bởi vì bản thân của Việt Nam cho tới bây giờ không có một kỹ thuật gì để xây dựng một ngành công nghiệp về ô tô mà chủ yếu là lao động cơ bắp để mà phục vụ sản xuất cho nước ngoài. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh, nhà nghiên cứu đang giảng dạy tại một đại học ở Hà Nội, nêu quan điểm tại một cuộc hội luận. Xin trích, rõ ràng rằng bất kỳ một ngành nào của Việt Nam mà có liên thông được với các nước ngoài thì mới phát triển được. Còn như một ngành nào ở Việt Nam mà chúng ta chỉ trông cậy vào nội lực hoặc mấy nước loanh quanh láng giềng thì đều không phát triển được. Với kinh nghiệm của một người làm giáo dục lâu năm, tôi đưa ra một thí dụ là nếu Việt Nam công nhận theo công ước của WTO, Tổ chức Thương mại Thế giới, là giáo dục cũng là một ngành thương mại và cho phép đầu tư vào không có hạn chế như những ngành khác, thì tôi tin rằng là tình trạng giáo dục của Việt Nam sẽ khá hơn rất nhiều. Và chúng ta không đến nỗi là phải kêu la thảm thiết như vậy. Ví dụ như đơn giản nhất là chúng ta không đến nỗi là phải cãi nhau nhiều thế, mỗi một lần về sách giáo khoa hay về giáo trình gì đó vân vân. Nhưng chúng ta thấy rằng những ngành mà có độ mở cao, ví dụ như là IT, công nghệ thông tin hay là điện tử vân vân, thì sự phát triển của nó bắt đầu ở Việt Nam từ con số 0,
Ví dụ như công nghiệp thì chúng ta đều phát triển không kém gì các nước khác, cho nên tôi cũng rất mong là có một hiệp định như vậy. Về độ sẵn sàng hội nhập và hợp tác lần này của Việt Nam đối với Liên minh EU trong hai hiệp định mới nếu được thông qua, chuyên gia về thương mại quốc tế bình luận. Xin trích: chúng ta mới hội nhập mới được 20 năm, cách mà của Việt Nam từ trước tới giờ là nước đến chân mới nhảy và chúng ta vừa làm vừa học. Mặc dù ký một hiệp định giống như là mua vé lên một con tàu và chúng ta sẽ phải thấy một vấn đề trong cùng một sân chơi, thì ai mà có kinh nghiệm hơn, người ta sẽ được lợi nhiều hơn. Giống như một sự phân tích từ trước của chuyên gia Phạm Chi Lan thì thấy rằng trong hiệp định thương mại Việt Nam với Hàn Quốc thì bên Hàn Quốc có lợi 70% và bên Việt Nam chỉ được hưởng lợi 30%. Nhưng có thể thấy mặc dù có lợi ít hơn qua tất cả các hiệp định ấy thì doanh nghiệp Việt Nam cũng như bên chính phủ và các cơ quan quản lý của nhà nước cũng có tiến bộ. Mặc dù tôi đánh giá là sự tiến bộ của doanh nghiệp lớn hơn so với sự tiến bộ của quản lý nhà nước. Hôm 22 tháng 1 từ Sài Gòn, luật sư Lê Công Định nói: rõ ràng là nền kinh tế Việt Nam đang có nhiều sự lệ thuộc vào nền kinh tế của Trung Quốc và việc nếu không thông qua hai hiệp định này thì Việt Nam sẽ mất một cơ hội phát triển thương mại với châu Âu và do đó họ sẽ dễ dàng đi đến một vòng xoáy mà Trung Quốc đặt ra và muốn kéo Việt Nam vào một hiệp định thương mại mà Trung Quốc khởi xướng. Mà do đó sẽ cột chặt nền kinh tế Việt Nam vào nền kinh tế của Trung Cộng hơn. Châu Âu đã là một cái nhìn rất xa là cân nhắc những yếu tố khác nhau, trong đó kể cả vấn đề nhân quyền ở Việt Nam để xem xét và họ quyết định vẫn thúc đẩy thương mại và phát triển. Và tôi cho là có thương mại phát triển thì mới có đòn bẩy tốt để mà Việt Nam tuân thủ cam kết của mình, trong đó có cam kết rất quan trọng trong việc cho phép lập hội và công nhận những công đoàn độc lập. Và đây là bước thử thách lớn với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam và theo tôi hiểu, Việt Nam vừa rồi cũng phải sửa đổi Bộ Luật Lao động để chấp nhận một hình thức là công đoàn độc lập. Đó là một dấu hiệu mà theo tôi là rất tích cực mà Việt Nam không thể từ bỏ cam kết một khi hai bản hiệp định thương mại và bảo hộ đầu tư này được phê chuẩn. Tham gia bàn tròn hôm thứ Năm tại studio của chương trình ở London, luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài đến từ Cộng hòa Liên bang Đức nói với BBC: quan điểm của tôi cũng đánh giá giống như quan điểm của luật sư Lê Công Định, bởi vì chúng tôi là những người học luật. Chúng tôi biết là phải tận dụng tối đa lợi thế và nội dung của hiệp định EFTA có chứa nội dung về nhân quyền để mình sử dụng cái đó để làm công cụ hướng dẫn cho người dân trong nước đấu tranh như thế nào để cải thiện tình trạng nhân quyền trong nước. Bởi vì muốn cải thiện được tình trạng nhân quyền nó phải là câu chuyện của người Việt Nam, do người Việt Nam giải quyết với nhau. Còn EU hay Mỹ hay các quốc gia khác, họ chỉ đóng vai trò hỗ trợ từ bên ngoài, còn nỗ lực chính phải là người dân trong nước. Trong nội dung hiệp định có cho phép thành lập các tổ chức công đoàn cơ sở rồi đến năm 2023 thì Việt Nam sẽ ký công ước cuối cùng của ILO, Tổ chức Lao động Quốc tế, là công ước 87, cho phép thành lập công đoàn từ cấp cơ sở đến cấp toàn quốc. Hiện tại theo luật lao động Việt Nam thì chỉ có đến cấp cơ sở mà thôi. Thế nhưng mà chỉ với như vậy cũng là tốt cho người dân Việt Nam rồi. Với vai trò là những người hoạt động nhân quyền, trách nhiệm của chúng tôi là phải giải thích cho tầng lớp công nhân và người dân lao động trong nước hiểu được quyền của họ là gì, làm sao để có thể bảo vệ được quyền của mình. Hôm 23 tháng 1, ngay trước bàn tròn thứ 5, cựu trung tá quân đội Việt Nam bà Nguyễn Nguyên Bình đưa ra nhận định với phóng viên của BBC rằng việc dựa vào ý kiến của các nước rồi dựa vào các hiệp định và các hoạt động thương mại để gây áp lực nhân quyền ở Việt Nam thì tôi nghĩ là không phải mình phải dựa hoàn toàn vào đấy. Và khi thấy hiện tượng ấy thì cho là thất vọng, theo tôi không nghĩ thế. Hơn nữa, tôi nghĩ là việc thương mại, quan hệ thương mại giữa các nước không phải chỉ là chính phủ của chính quyền Việt Nam nếu họ ký được hiệp định ấy mà họ được lợi từ hiệp định ấy thì có phải chỉ có những người ấy có lợi đâu. Vì Việt Nam bây giờ tuy rằng chưa phải hoàn toàn là kinh tế thị trường nhưng nó vẫn là kinh tế thị trường, cho nên là nếu có quan hệ kinh tế
Thương mại tốt với khối châu Âu thì có thể cũng không chỉ là có lợi cho những người cầm quyền mà nó có lợi cho toàn thể dân tộc Việt Nam. Thế cho nên nếu chỉ dựa vào việc gây sức ép của châu Âu để mà đạt đến nhân quyền thì tôi nghĩ là không thể được. Và chính quyền Việt Nam bây giờ có những mâu thuẫn với nhân dân nhưng cũng có những quyền lợi vẫn còn là chung giữa chính quyền và nhân dân. Thế nếu để cho Việt Nam đơn độc bị sức ép đến nỗi mà không còn quan hệ được với ai thì chẳng lẽ họ lại càng dựa vào Trung Quốc? Cái đó tôi không mong muốn một chút nào cả, nhà nghiên cứu về Trung Quốc nói. Nghị quyết khuyến nghị của Nghị viện châu Âu phê chuẩn hai hiệp định về thương mại tự do và bảo hộ đầu tư đã ký với Việt Nam được một ủy ban về thương mại quốc tế thuộc EU tiến hành thủ tục bỏ phiếu và được thông qua với các kết luận lần lượt là 29/6 cùng với 5 phiếu vắng mặt và 27/6 cùng với 6 phiếu vắng mặt hôm 21 tháng Giêng tại Nghị viện châu Âu. Bình luận về kết quả động thái này từ Hà Nội 23 tháng 1, tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A nói với BBC: "Đối với tôi, không hề ngạc nhiên về việc bỏ phiếu quyết định INTA, tức là Ủy ban Đối ngoại của Liên minh châu Âu về việc khuyến nghị Quốc hội châu Âu thông qua Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU và các hiệp định đầu tư giữa Việt Nam và EU. Hiệp định thương mại họ khuyến nghị là sẽ được thông qua hoặc là không thông qua vào giữa ngày khoảng mùng 10 đến ngày 13 tháng 2 tới đây, tức là trong vòng 2 tuần nữa. Còn hiệp định đầu tư thì Quốc hội từng nước đã phải thông qua. Đây là một hiệp định thương mại và đầu tư, và đã là thương mại và đầu tư thì nó liên quan chủ yếu đến vấn đề kinh tế. Nó phục vụ cho lợi ích của các doanh nghiệp, của người dân tham gia vào hoạt động kinh doanh, và nếu mà nó được thông qua thì nó sẽ thúc đẩy việc phát triển thương mại giữa EU và Việt Nam. Thúc đẩy hoạt động của các doanh nghiệp EU tại Việt Nam cũng như là các doanh nghiệp Việt Nam có quan hệ làm ăn với EU. Và nếu mà được thông qua thì nó sẽ đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế của Việt Nam và EU. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh là cả hai bên đều mong ước có hiệp định này, chứ không phải là Việt Nam là một bên đi xin, còn EU là bên thí cho, như một số người có thể hiểu lầm. Và tôi nhắc lại, đây là một hiệp định thương mại. Tất nhiên, nó có vấn đề liên quan đến nhân quyền, nhưng mà nhân quyền dân chủ chắc chắn không phải là đề tài chính của hai hiệp định này giữa Việt Nam và EU, ông Nguyễn Quang A nói với BBC News tiếng Việt từ Hà Nội. Tháng 12 năm 2015 kết thúc đàm phán và bắt đầu rà soát pháp lý để chuẩn bị cho việc ký kết hiệp định. Tháng 6 năm 2017 hoàn thành và rà soát pháp lý ở cấp kỹ thuật. Tháng 9 năm 2017, EU chính thức đề nghị Việt Nam tách riêng nội dung bảo hộ đầu tư và cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà nước và nhà đầu tư, tức ISDS, ra khỏi Hiệp định EFTA thành một hiệp định riêng do phát sinh một số vấn đề liên quan đến thẩm quyền phê chuẩn các hiệp định thương mại tự do của EU hay từng nước thành viên. Theo đề xuất này, EFTA sẽ được tách thành hai hiệp định riêng biệt, bao gồm Hiệp định Thương mại Tự do bao gồm toàn bộ nội dung EFTA hiện nay, nhưng phần đầu tư sẽ chỉ bao gồm tự do hóa đầu tư trực tiếp nước ngoài với hiệp định này. EU có quyền phê chuẩn và đưa vào thực thi tạm thời. Hiệp định Bảo hộ đầu tư, Hiệp định IPA bao gồm nội dung bảo hộ đầu tư và giải quyết tranh chấp đầu tư. Hiệp định IPA này phải được sự phê chuẩn của các nghị viện châu Âu và của nghị viện các nước thành viên thì mới có thể thực thi. Tháng 6 năm 2018, Việt Nam và EU chính thức thống nhất việc tách riêng EFTA thành hai hiệp định gồm Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EFTA và Hiệp định Bảo hộ đầu tư IPA, chính thức kết thúc toàn bộ quá trình rà soát pháp lý Hiệp định EFTA và thống nhất toàn bộ nội dung của Hiệp định IPA. Tháng 8 năm 2018 hoàn tất rà soát pháp lý của Hiệp định IPA. Ngày 17 tháng 10 năm 2018, Ủy ban châu Âu đã chính thức thông qua EFTA và IPA. Ngày 25 tháng 6 năm 2019, Hội đồng châu Âu đã phê duyệt cho phép ký hiệp định này. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn.
Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Nhân dịp năm mới, chúng tôi xin chúc quý vị và đại gia đình các bạn có một năm mới an lành, vạn sự như ý. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.